Hiện tại là Phú Lê cầm máy. Hiện tại là đoàn chúng tôi đang ở trên ở đâu nhỉ? Phố Giàng, Lào Cai. Bảo và ơi, đang đi hỗ trợ bà con ở trong này bị sạt lở nhá mọi người. Đi chậm chậm đi ơi, đi chậm chậm. Ui ôi cẩn thận Thụy ơi, sợ quá. Đấy, đường lầy rồi, đường lầy nhá chị em nhá, lầy. Thôi đừng bật mà quay trong lại được mà. Đừng bật đang đi theo cái bạn là đằng trước, bạn ấy dắt đường. Ôi trời ơi, bảo sao bà con ở trong này khổ lắm, đúng thôi. 7 giờ rưỡi tối rồi. Điện không có. Cái này đêm bao giờ mình mới về nhà? Chắc phải không có điện 1, à? 2 giờ, 2 giờ. Chưa có điện đúng không? Thì sạt lở nhiều lại điện đâu ra. Ôi trời ơi. Ôi mọi người ơi, trời ơi, rất là khổ luôn đây này. Không có điện này. Đấy, ai mà cứu trợ thì đi vào trong này nhá. Đừng có đi cứu trợ ở ngoài ngoài kia nhá, ngoài thành phố nhá, ngoài thành phố là nhiều rồi nhá. Đấy, ai mà quỳ cứu trợ ấy hay là đi cho đồ ấy thì chúng ta có thể vào tận trong khu Xuân Thượng này. Đấy, chỗ đằng phố Giàng đi vào đây. Eo ơi mọi người ơi, khổ cực kỳ, mất điện mất nước. Ở ngoài được cho nhiều nhưng ở trong này không có mấy đâu. Nhà đổ hết sập hết đây này mọi người này. Nhà Phú Lê bây giờ đi vào tận trong này để hỗ trợ cho bà con ở trong này. Hỗ trợ bằng tiền nhé mọi người nhé. Bởi vì là tốt nhất là lên đi vào đây thì mọi người lên, nếu mà có tiền thì lên góp tiền cho. Hoặc là có thể chở gạo, muối, rồi mắm muối, mì chính, rồi dầu gội đầu, rồi kem đánh răng. Chứ những cái đồ bánh kẹo, mì tôm ấy thì thôi mọi người ạ. Tại vì ở trong này chắc là cũng có nhiều rồi ấy. Ui dồi, toàn bùn này, toàn bùn không liệu tí có ra được không? Xe này của nhà mình may thì cũng cao đúng không? May cao, gầm cao. Ôi mọi người ơi, xe này chỉ có xe tầm 2 tấn rưỡi đi được thôi nhá. Cái bùn này là ô tô quay. Đi lắc quá nhỉ. Đi lắc, trời ơi sắp lắm mọi người mà ấy lắm. Khổ quá. Đấy không nên có là sóng, nên phải không có sóng đâu mọi người ạ. Đấy cho nên là...